Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 6 bị can, nguyên là cán bộ Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vì đã nhận hối lộ từ Công ty Tư vấn Giao thông Nhật Bản JTC. 6 người bị đề nghị truy tố gồm Trần Quốc Đông, 51 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Phạm Hải Bằng, 46 tuổi, Phạm Quang Duy, 40 tuổi, Trần Văn Lục, 57 tuổi, Nguyễn Văn Hiếu, 53 tuổi, đều là nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, và Nguyễn Nam Thái, 38 tuổi, nguyên Trưởng phòng Dự án 3, Ban Quản lý Dự án Đường sắt. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra kết luận vào khoảng tháng 9 năm 2009, ông Phạm Hải Bằng, lúc đó là chủ nhiệm dự án, đã đề cập một số khó khăn về chi phí triển khai dự án với đại diện JTC và phía JTC đồng ý hỗ trợ một khoản kinh phí với tổng số tiền khoảng 11 tỷ đồng được giao nhận trong nhiều lần. Những người có liên quan khai sử dụng số tiền này vào chi phí tổ chức lễ ký kết hợp đồng, tiếp khách, đối thoại, hội họp, tổ chức cho tổ dự án và ban quản lý đường sắt đi nghỉ mát. Tuy nhiên, các khoản chi nói trên đều không có chứng từ sổ sách.